Thiago Silva có thể rời Chelsea vào mùa hè. Brentford ấn định mức giá của Ivan Toney. Mourinho cam kết tương lai với AS Roma. Theo Daily Mail, trung vệ Thiago Silva có thể nói lời chia tay với Chelsea vào mùa hè này và bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của anh là câu lạc bộ cũ Fluminense. Chelsea đang tìm kiếm một trung vệ mới ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, động thái như để chuẩn bị cho bối cảnh chia tay Silva trong tương lai. Dù mới cập bến Stamford Bridge vào năm 2020, nhưng trung vệ người Brazil đã được coi là huyền thoại của câu lạc bộ với bộ sưu tập danh hiệu gồm Champions League, FIFA Club World Cup và siêu cúp châu Âu. Chelsea sẵn sàng để Ian Marcel ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng này nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Dù nhiều lần được huấn luyện viên Pochettino tạo điều kiện ra sân ở mùa giải năm nay, nhưng những màn trình diễn của Marcel là không mấy ấn tượng. Dortmund đang là đội bóng dành sự quan tâm lớn tới sao trẻ của Chelsea, nhưng họ thích phương án mượn người trước khi tính tới việc mua đất. Conor Gallagher quyết định sẽ chiến đấu cho tương lai của mình tại Chelsea, bất chấp việc câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền vệ này trong tháng riêng. Hợp đồng của Gallagher sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới và hiện đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu gia hạn. Tottenham và West Ham đã theo dõi tình hình của Gallagher từ mùa hè năm ngoái, nhưng mức giá 50 triệu bảng từ phía Chelsea yêu cầu với họ là quá cao. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho biết Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Artem Dobik của Girona. Tuy nhiên, đích thân chủ tịch câu lạc bộ Pep Guardiola đã phủ nhận tin đồn trên. Chưa có lời đề nghị nào diễn ra cả, tất cả đều là tin đồn. Hơn nữa, đội bóng cũng không có ý định bán Artem Dobik cho bất cứ ai. Dobik đang tỏa sáng rực rỡ ở La Liga mùa này với 11 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo sau 18 trận ra sân. Trừ khi Brentford nhận được mức giá không tưởng, bằng không, Ivan Toney sẽ ở lại câu lạc bộ. Đó là những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên Thomas Frank khi được hỏi về tương lai của bek thủ Ivan Toney. Trước sự quan tâm của hai ông lớn là Chelsea và Arsenal, Brentford đã quyết định đặt ra mức giá 100 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu chân sút người Anh. Cả hai đội bóng thành London chắc chắn sẽ không thể chi ra số tiền nhiều như vậy ở thời điểm hiện tại vì luật công bằng tài chính. Vì vậy, có thể khẳng định Ivan Toney sẽ tiếp tục thi đấu dưới màu áo Brentford trong phần còn lại của mùa giải. Rất nhiều tờ báo khẳng định Tottenham đang là đội dẫn đầu cuộc đua cạnh tranh giành chức ký của trung vệ Ragusin. Nhưng theo Sky Sports, Napoli mới là đội nắm nhiều lợi thế. Trong khi Spurs đang tìm tiếng nói chung với Genoa về mức phí chuyển nhượng, Napoli đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 20 triệu euro, kèm theo trung vệ Leo Otigat. Đội bóng xứ Naples đang rất nỗ lực chiêu mộ cầu thủ người Romani. Họ đã từng hỏi mua Ragusin với giá 13 triệu euro, kèm theo hậu vệ Alessandro Zanoli. Song mức giá trên vẫn chưa đủ làm hài lòng ban lãnh đạo Genoa. Giám đốc thể thao của Juventus, ông Cristiano Giuntoli vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Arsenal tiếp cận tiền đạo chủ lực Dusan Vlahovic. Arsenal đàm phán mua Vlahovic ư? Chúng tôi không biết gì về chuyện đó cả, không có gì xảy ra đâu. Vlahovic không phải để bán, chúng tôi muốn giữ lại những cầu thủ tốt nhất. Sắp tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch gia hạn với cả Adrian Rabiot. Cuộc thương thảo vẫn đang được diễn ra rất tốt. Sau nửa năm chuyển tới Ả Rập Xê Út chơi bóng, Roberto Firmino được cho là không hạnh phúc tại Al Ahly và anh đang tìm đường rời khỏi câu lạc bộ vào lúc này. Theo nguồn tin từ Top Sport, Fulham là một trong số những đội bóng tại Premier League đã liên hệ với Firmino để chuẩn bị cho một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Đội bóng thành London muốn khỏa lấp khoảng trống mà Aleksandar Mitrovic để lại bằng một tiền đạo đã chứng minh được đẳng cấp tại giải đấu số 1 nước Anh. Phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây đã giúp Leo Bailey nhận được phần thưởng từ ban lãnh đạo Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park quyết định sẽ tăng lương cho Bailey kèm theo những điều khoản mới. Nếu Bailey quyết định gia hạn hợp đồng, anh có thể lọt vào nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất tại đội bóng. Tin tức độc quyền từ nhà báo Fabrizio Romano cho biết Molina sẽ quyết định gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid trong thời gian tới. Bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng có thể lên đến 100 triệu euro. Thilo Kehrer dự kiến sẽ bay đến tham dự buổi kiểm tra y tế tại AS Monaco trong ngày hôm nay để ký kết vào bản hợp đồng cho mượn từ West Ham. Monaco sẽ phải trả cho West Ham 500.000 euro phí mượn, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt vào cuối mùa trị giá 11 triệu euro. Jose Mourinho vừa lên tiếng khẳng định sẽ gắn bó với AS Roma trước những tin đồn cho hay ông sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Brazil.
Brazil không hề liên hệ với tôi và tôi cũng đã nói với người đại diện của mình rằng đừng nói chuyện với bất cứ đội bóng nào khi tôi vẫn còn là huấn luyện viên của Roma. Tôi tin tưởng chủ sở hữu của Roma 100%. Bất cứ khi nào có thông tin liên quan đến tôi, ban lãnh đạo Roma sẽ là những người biết đầu tiên. Như vậy là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để ủng hộ ekip kênh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình điểm tin tiếp theo.